Đây là xe bán bún thịt nướng, bún xào với cái này là bánh ướt, bánh hỏi, bánh tằm nha cả nhà. Ở đây là mình ở chỗ kêu bằng cái gì ha em? Chùa Bà. Chùa Bà ha. Một phần vậy là em bán nhiêu ha? 25.000 mà đầy đủ luôn ha. Mình thấy có chả giò nè, rồi thịt nướng nè. Anh cho nước mắm luôn hay gì? Chan luôn đi em. Dưa chua, rồi cái này cái gì? Quên, không có chả lụa, thịt chả nướng, chả giò bì, rau sống đầy đủ luôn ha. Bây giờ cả nhà xem cái xe bà bán bún thịt nướng này ha. Bún thịt nướng, bún xào, bánh ướt, chả lụa, bánh hỏi, bánh tằm, chả giò đầy đủ luôn ha cả nhà. Một phần 25.000. Và đặc biệt là có cái chỗ nướng thịt này nè. Nãy giờ đứng nướng giùm luôn nè em ơi. Để lên nha. Đứng nướng giùm luôn rồi nè, thấy chưa? Hồi ngày qua nay chị ăn toàn là chị thấy ăn hai quán thì nướng sẵn không à, mà chị thấy nướng liền qua bán giờ thấy ngon nè, thơm. Khoảng 15.000 cũng bán luôn đó ha. Phần 25, phần 15 hả? Dạ. Cái này phần nhiều hơn chị. 15.000 ít hơn. Một ngày mình bán nhiều không em, bao nhiêu hộp? Bán mười mấy ký. Mười mấy ký bún với bánh bán đậu nha. Bán buổi sáng à. Ờ, giá tối chị đi ngang không thấy. Nãy giờ bán tới đây, nãy giờ đi chừng 50 mét gì hả? Hồi nãy thì không có ông xã và phụ này ha, giờ có rồi. Nướng sẵn rồi mình đem lên mình bán vậy thơm. Không, không phải chị khen, nhưng mà hôm qua nay chị ăn là chị thấy cái này ở đây chị ăn được nè. Vì sao ngày qua nay ăn là chị thấy ăn đồ người ta nướng lâu rồi á, bữa trước bữa sau á, nó không có mềm như này. Rồi mình nướng rồi mình làm ăn liền nó ngon ha. Hồi nãy giờ bán cũng 5-6 hộp rồi hả, bán thêm á. Nói chồng em đó, hai chồng chị em nó ăn chắc chị giới thiệu. Chị giới thiệu đó. Mình đẩy mình bán hoài giờ nào rồi mình nghỉ hả? Dạ. Bán hoài giờ nào hết là vô nghỉ đấy hả? Bán hết này nghỉ chứ không có bán được gì. Hồi giá tối chị đi dài dài mà không bán có thấy. Cực lắm. Thịt này làm cực lắm, về bắt đầu làm tới chiều tối em muốn quán. Nói nghe nè chị, nãy thì chị không có ăn thịt nướng mà nãy ông xã chị ăn nó ngon, mà cưng có cái bí quyết nào nướng mà ướp mà nó mềm hay vậy? Là, chị sẽ chị biết nha. Em thì chị phải sắc ra, chị phải dần xong rồi gia vị, nói chung là phải có sữa vào ăn vô cho nó mềm thịt đó nha. Chị phải dần thỉnh thịt nha, ướp gia vị tỏi hành này đường một ngọt này kia vô. Em ướp nước mắm thôi, với hành này có sữa vào ăn hay mỡ gì cũng được. Tẩu thơm vô. Tẩu sữa hâm họ của mình đó ha. Thôi, sữa ngôi sao á. Sữa ngôi sao ha, là sữa có đặc có đường đó ha. Chị pha vô, chị pha đồ ớt đi, chị nêm hả, chị để thịt vô nha. Em là nó vừa ăn nữa ha. Chị nêm cái nước vừa ăn đi rồi hả, để thịt vô rồi. Bởi vì ông cho nó thấm nha. Vậy là trước khi mình đi bán là dắt chiều chắc mình phải làm trước bữa trước nha. Trưa về là em trưa này về bắt đầu sắc thịt là em ớt, rồi tối em quán, rồi sáng này em bán. Cái gì tự làm nên vậy đó hả? Chồng em dằn em sắc, chồng em dằn em quán, ớt xong thấm rồi em quán. Rồi chả giò mình cũng tự làm nha. Chả giò em tự làm, nói chung là đồ ăn thì em tự làm hết. Hồi nãy thì chị ăn bún xào, nhưng mà ông xã chị ăn miếng thịt này anh thấy mềm ngon lắm. Chả lụa thì là em lấy của người ta, còn như đồ ăn này kia là em làm hết. Chả lụa thì lấy phải rồi. Làm nữa chắc đầu. Đó là cái bí quyết để cho cái miếng thịt mềm, rồi khi mình sắc ra mình phải dằn lại ha. Dằn lại. Rồi cái cách ướp thì mình cũng ướp gia vị là bình thường như bình thường như mình ướp thôi, mà nãy mình phải dằn miếng thịt nó mới mềm. Chứ mình cho thêm miếng dầu ăn nó mềm phải không? Dầu ăn miếng sữa. Rồi, đó là cũng là một cái bí quyết đó ha. Cái gì ăn thấy ngon. Nó mềm thịt.
bán vậy thấy cũng gần hết rồi nè. Bình thường mình bán mấy giờ xong em? Có 10 giờ buổi sáng không vậy ha, rồi đi về cái mình nghỉ ngơi cái mình làm nữa tiếp tục. Xíu có 2-3 giờ bắt đầu sắc thịt rồi đã ngủ miếng rồi chỉ ra chứ dặn. Chị nghĩ nếu mà em có thời gian bán ban đêm còn đắt hơn nữa đó. Ban đêm em có thời gian làm không nổi. Bà đó hổm em làm đâu có sể đâu, em cũng làm đâu bán đâu được 2-3 tuần mà làm ngán quá làm không nổi. Về tối thì mình làm ít lại chút thôi. Tối làm ít lại chút. Chứ mình bán ban ngày nè, nó ngon hơn ngày giấc tối lắm, tại vì ban ngày có bán với người đi làm học sinh còn như khách như chị á, ít cái lượng ít ai dám ăn, nhiều khi sợ mắc như thằng nào không có chỗ ngồi. Mà biết cái xe của em tên gì là nữa có đi là mà mua ăn nữa. Chị lấy số điện thoại đi, em không có đặt tên. Mà chị một lấy... năm gì chị lên đây có một lần hả? Cảm ơn em bán cái đường này bán hoài buổi sáng vậy hả? Dạ. Sớm trễ gì thôi à. Bây giờ em chị quay lên ha, giờ chị quay chị chia sẻ lên, nếu mà anh chị em nào mà coi được cái clip này á thì làm sao để là mình lên Châu Đốc mình gặp em hay em được mình mua được là cái con đường là đường gì? Đường Chùa Bà mà đường dưới á chị. Đường Chùa Bà mà cổng dưới ha, là em bán xe đẩy gì nè ha, thì mình cũng chia sẻ lên là cái xe bán bún thịt nướng rồi bánh tằm, bánh hỏi, bánh mì, bún xào, mình đấy mình ăn thì rất là ok luôn ha, thịt thì nó mềm nó ngon, nên mình chia sẻ lên cho hai em này nè, nếu anh chị em nào mà có dịp đến Châu Đốc á mà mình muốn thưởng thức coi cái hương vị như thế nào á thì thử ha, thử dùng coi ra mình nói có đúng không nha. Dưa chua này cũng tự làm nhà luôn đó nè, làm nhà hết, ớt này kia em cũng làm nhà hết. Mà bán xe đẩy thì mình không có chỗ ngồi, mình mua vô hộp ha, bán để đi, bán mang đi không à. Nước mắm cũng tự làm luôn nè, em bán cũng nhiều giá phải không, từ giá mấy tới mấy? 15 mấy người này ăn bình quân 15 thì em bán 25 ai vậy? Ai ăn ít thì đặt ít, nhiều thì nhiều ha. Dạ. Đây làm thấy cái hộp này bánh tằm này cả nhà. Bánh tằm này làm em bán hộp này nhiêu vậy em? Cái đó 20 đó. Bánh tằm 20 ha, có nước cốt dừa. Tại bữa nay chị ăn nước cốt dừa không được chứ thôi chị cũng mua thêm nữa đó. Thường á khách ta đi xa lại người ta muốn vô quán người ta ngồi nên có chỗ rồi ha. Nhưng mà chị thấy nãy cái em nướng thịt á là thơm nên chị mua thử mới biết ngon. Ăn hoài ha. Dạ, ăn hoài ngày nào cũng ăn. Bốn ký thịt đó là 7 ký bún. Còn bánh tằm là riêng nữa ha. Bánh này kia luôn. Rồi giờ chị cũng quay chia sẻ đến bà con anh chị em gần xa gì ha, về cái xe bánh của xe bún của hai em ha. Rồi cảm ơn hai em nha, rồi chúc hai em bán ngày càng đông khách hơn nữa ha. Khách giờ đây anh là đi kiếm xe này hoài mà tại không biết, có để tên xe đi, tên xe tên gì đó để tên lên. Rồi giờ chị Mai chia sẻ gì đây, cũng cảm ơn em đã chia sẻ về cái bí quyết nướng thịt nha, để cho nó mềm. Rồi chúc em bán nhiều ngày càng đông khách hơn nữa nha. Bye bye cả nhà mình ha, mình cũng vừa chia sẻ đến cả nhà mình về cái xe thịt nướng của hai em này, thì mình thấy thịt nó mềm ngon nên mình chia sẻ đến anh chị gần xa cùng xem ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi clip này của mình ha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha.